Năm 2024, khi các game thủ dần trở nên khó tính với những tựa game AAA mới, thì Dragon's Dogma 2 của Capcom đã có một màn xuất hiện gây nên đầy tranh cãi. Tuy nhiên lùm xùm là vậy, tựa game vẫn chứng tỏ mình có đủ khả năng để làm một ứng viên cho đề cử Game of the Year năm nay, khi Capcom vẫn giữ vững phong độ từ phần 1 và biến nó trở nên phát triển hơn. Dù vậy, Dragon's Dogma 2 lại có vẻ hơi hụt hơi về mặt cốt truyện so với người tiền nhiệm của mình khi đem đến một nội dung có phần hơi nhẹ nhàng cũng như không hề gay cấn. Vậy thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình ôn lại cốt truyện của Dragon's Dogma phần 1 nhé! Trước khi ở phần chính video, xin phép cho mình quảng cáo một chút. Đó chính là nếu như các bạn cần những cỗ máy PC cực khỏe, cực mạnh để chiến tại game bom tấn trong thời gian tới như là GTA 6, thì đừng quên tham khảo những bộ PC đang có tại Hyperbox PC, thương hiệu PC gaming build sẵn, được vận hành bởi techspace.vn, đang có rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn dành riêng cho những fan đăng ký kênh DMEO. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính video thôi. Từ thuở xa xưa, trên một công quốc bé nhỏ mang tên Granzy, con người, phép thuật, những sinh vật dị giới mà bạn có thể nghĩ đến đã tồn tại xuyên suốt lịch sử của vùng đất này. Cho đến khi loài rồng xuất hiện, với quyền năng của mình, chúng thao túng dòng chảy nhân quả của thế giới, tạo nên những sự kiện mà không ai có thể ngờ tới. Loài rồng trong thế giới này chính là báo hiệu của sự tận thế. Tuy nhiên, câu chuyện của chúng ta hôm nay không phải là về những con rồng, mà là những kẻ được tạo ra bởi loài rồng, các Arisen. Trong thế giới của Dragon's Dogma, loài rồng vốn là loài hùng mạnh nhất, mạnh mẽ nhất và cũng thông minh nhất. Ngoài mấy thứ đó ra, chúng còn bất tử. Khác với đám rồng đá bên nhà Dark Souls khi sự bất tử đến từ vầy, loài rồng bất tử trong Dragon's Dogma lại lằng nhằng hơn nhiều khi loài rồng quyền năng bậc nhất, kẻ đem lại sự tận thế và hủy diệt cho mọi chủng tộc trên lục địa, muốn sống lâu thì phải làm một việc, đó chính là đánh cắp trái tim của một kẻ, luyện hóa chúng để trở thành năng lượng duy trì sự bất tử cho loài rồng. Tuy nhiên, việc sử dụng loại cấm thuật này cũng có hai mặt, bởi vì đối với một kẻ bị loài rồng đánh cắp trái tim sẽ không hề chết, mà ngược lại sẽ sở hữu sự bất tử sánh ngang cùng loài rồng. Những kẻ đó được gọi là các Arisen, những kẻ sống lại từ cái chết, đem vận mệnh của mình gắn với vận mệnh của toàn lục địa. Vậy là một vòng lặp cứ thế tiếp diễn từ năm này qua năm khác. Rồng lấy tim người, người hóa Arisen, người chống lại rồng, có lúc chiến thắng nhưng cũng có lúc thất bại. Có một điều mà không bao giờ thay đổi rằng các trận chiến diễn ra cách xa nhau, lâu đến nỗi nếu bạn chỉ là một người nông dân sống trên các cánh đồng thì chắc chắn chả bao giờ nhớ đến điều đó cả. Cũng vì lý do như vậy, đa phần các Arisen đều vô danh, giống như chàng trai dưới đây vậy. Hành trình của cậu là một hành trình đầy máu và nước mắt, của thù hận và yêu thương, của tiền tài và các lựa chọn. Tôi sẽ tạm gọi cậu ta là Shanh, bởi vì tóc cậu ta màu đỏ. Như bao người dân phu chân chất khác, Shanh lớn lên trong một ngôi làng bên cạnh bờ biển đầy nắng và gió. Tuy nhiên, thay vì ra đi để trở thành tứ hoàng, thì cậu chỉ có thể là một người dân bình thường trong cái lục địa trìu mến này. Đã hàng ngàn năm qua kể từ lần chạm trán với một Arisen đích thực, có một con rồng thọ nguyên đã gần cạn, cảnh giới thì chưa hề đột phá. Nó liền đi dạo quanh đất nước để thưởng thức buffet, cũng như tìm một thằng chosen one nào đó, moi tim, luyện hóa để có thể tiếp tục kéo dài mạng sống. Và bất ngờ thay, lần này nó đã chạm trán với Shanh tóc đỏ. Với vũ khí của mình, cùng sự quả cảm của một thanh niên chưa bao giờ đi lính, Shanh lao vào tử chiến với con quái thú này. Dĩ nhiên chưa đến hai chiêu, con rồng cuột Shanh ngã nhoài ra đất. Trong cái rủi lại có cái may, bất ngờ trước sự đần độn của cậu, con rồng liền dùng thần thức quét qua một lượt. Có vẻ như Shanh đã vô tình được nhắm trúng, tìm mòn con mắt chẳng thấy, tự nhiên hôm nay vật tế lại dâng tận miệng. Không lằng nhằng, con rồng liền thực hiện thần chú, luyện hóa trái tim của Shanh. Vì vậy mà cậu mất đi trái tim, trở thành một Arisen tiếp theo. Người sẽ thực hiện hành trình cao cả của mình cho nhân loại, đánh bại loài rồng mà không hề sợ hãi. Sau trận chiến trên biển, như những người còn sống khác, Shanh được đưa về một căn lều nằm nghỉ. Dĩ nhiên thì hiện tại, mọi thứ vẫn ổn cả, ngoại trừ việc cậu ta không hề có tim. Cùng với đó, vì mông vuốt của con rồng cực to, vậy nên trên ngực Shanh bây giờ có nguyên một cái sẹo mà cậu có sống 10.000 năm nữa nó cũng chả thể biến mất. Dĩ nhiên thì điều đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu Arisen của chúng ta. Một giọng nói thôi thúc Shanh trở thành một chiến binh trong cuộc hành trình của chính cậu. Shanh quyết định trở thành một sát thủ với song đao cùng một chiếc cung bách phát bách trúng. Đang trong dòng suy nghĩ thì có tiếng động bên ngoài. Shanh bước ra thì phát hiện rằng chuyện mình không có tim thì cả làng đã biết. Việc cần làm bây giờ đó chính là thăng cấp nhanh chóng để có thể đối mặt với loài rồng. Tại lục địa này, tràn đầy năng lượng phép thuật cùng với các loài sinh vật ngoại lai, những Arisen sẽ phải chiến đấu lại những con quái vật khác nhau đó, đồng thời thu năng lượng mà nó tạo ra để trở nên mạnh mẽ hơn. Có 8 cảnh giới khác nhau bao gồm Thối Thể, Khai Nguyên, Khí Động, Ly Hợp, Chân Nguyên, Tiêu Dao, Tiêu Thiên, Bán Thánh. Mỗi cảnh giới bao gồm 10 tầng, mà loài rồng, đối thủ của cậu, hiện tại đang nằm ở Tiêu Dao cảnh. Vậy là sự quyết tâm đã đến cùng lời nói thúc giục trong đầu, Shanh phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể lấy lại trái tim mình. Sáng sớm hôm sau, một cánh cổng kỳ lạ mở ra trên bầu trời ngôi làng nơi Shanh sinh sống. Từ hư không, một cường giả bước ra ngoài tìm đến cậu. Vì cậu trở thành Arisen đã phát tín hiệu đến những Pawn và vị cường giả đến đây có thể giúp cậu trở thành Arisen mạnh nhất. Tất nhiên là sẽ chẳng có gì đáng nói khi Shanh cứ từ từ mà làm, bởi vì bây giờ cậu là một kẻ bất tử. Cứ đi farm quá nhỏ để tu luyện rồi sẽ có ngày con rồng sẽ tới nằm dưới chân của cậu. Chém Goblin 100 năm, ta max cấp lúc nào không hay.
Tuy nhiên, một điều đã xảy ra khiến cho số phận của cậu trôi nhanh hơn một chút. Vào một ngày đẹp trời, khi đang farm quái để trở nên mạnh mẽ, một con Hydra xuất hiện. Không nói lý lẽ, nó đã tấn công khu trại của Shanh. Vậy là hết cách. Cùng với các pawn của mình và những người lính khác, Shanh lao vào đánh 300 hiệp với con quái thú. Cuối cùng, chặt đầu nó cũng như cho nó mồi lửa, khiến con quái chỉ còn đường lui. Với chiến lợi phẩm này, Shanh đã gây nên thiện cảm cực lớn với Mercedes, con gái của lãnh chúa vùng Hearthstone. Với sự giúp đỡ của cô nàng, giờ đây Shanh đã lên như diều gặp gió, khi danh tiếng lẫn hành trình của anh đã trải dài tới thủ đô Grand Sorin. Tại nơi đây, anh có cơ hội gặp được công tước Edmund Dragonsbane, một Arisen tiền nhiệm, người đã đánh bại con rồng trong quá khứ và giờ đây đang hưởng thụ sự bất tử trong 100 năm qua. Dĩ nhiên, không phải Arisen nào cũng may mắn như Edmund. Trên hành trình của mình, Shanh lại gặp một Arisen khác với tên gọi là Dragonforge. Điều đáng buồn là Dragonforge là một Arisen thất bại, khi anh ta không thể đánh bại con rồng đã nuốt lấy trái tim của mình 1000 năm trước. Tuy bất tử, nhưng giờ đây chỉ có thể trở thành một ẩn thế cao nhân. Vậy là Shanh đã phải suy nghĩ, dù thắng hay thua nhưng cuối cùng đều trở thành kẻ bất tử. Vậy ý nghĩa của cuộc hành trình này là gì? Ta mạnh lên để làm gì? Khi mà sự hướng tới cuối cùng chỉ là thọ ngang với trời đất, điều này đã ám ảnh, thôi thúc anh đi tìm câu trả lời bằng cách chính xác nhất. Và rồi, đến ngày Shanh trở nên đủ mạnh, con rồng đã xuất hiện để trả lời câu hỏi mà bấy lâu nay Shanh thắc mắc. Đã từ rất lâu, loài rồng và các Arisen không còn tàn sát lẫn nhau. Sự bất tử của loài rồng và các Arisen là một mối quan hệ win-win. Khi mà đã lâu lắm rồi, những Arisen như Dragonsbane thực chất đã thành lập một hiệp ước với loài rồng để cả hai cùng hưởng thụ. Việc duy nhất mà Shanh cần làm là trở thành con cờ tiếp theo trên bàn cờ này, trở thành lãnh chúa tiếp theo và hưởng thụ nó. Nhưng mà có vẻ con rồng quên mất một điều rằng, Shanh ngay từ đầu đã được định sẵn là người sẽ hất đổ bàn cờ này. Vậy là thay vì thỏa hiệp với loài rồng, cậu lại chọn kết liễu nó. Tuy nhiên, điều này mang đến một hệ lụy đáng kể. Tất cả những kẻ được ban phước bởi rồng giờ đây đã mất đi sức mạnh vốn có của chúng. Không còn sự bất tử, những Arisen tiến nhiệm sẽ biến thành cát bụi. Duy chỉ có Dragonsbane còn sống, nhưng gã trở nên xấu xí và già nua. Vậy là gã đã buộc tội Shanh là kẻ phản quốc. Hết cách, Shanh đành kết liễu lão già khốn khổ cũng như gieo mình xuống Everfall và Shanh chết. Hết game. Thực ra thì Shanh chưa hề chết. Với vận mệnh của mình, từ Everfall, Shanh đã gặp được loài người tạo ra bàn cờ. Nói cách khác chính là thiên đạo. Hóa ra từ đầu đến cuối, kể cả loài rồng chỉ là một thử thách cho các Arisen. Và người xứng đáng nhất sẽ tới được nơi này, có cơ hội trở thành thiên đạo cũng như tiến tới cảnh giới vĩnh hằng, bất diệt bất tử cùng với trời đất. Tuy nhiên, do pháp tắc của vạn vật mà sinh mệnh của thiên đạo tại đây đã bị dần rút mòn. Giờ đây, chỉ có Arisen mới kế thừa mới có thể giữ cho vạn vật tại đây được trở nên cân bằng. Tất nhiên, không ai ép Shanh làm điều đó cả, bởi vì thiên đạo nắm giữ pháp tắc thời gian mà thiên đạo tiền nhiệm có thể khiến Shanh trở về thời điểm trước khi mọi chuyện bắt đầu để cậu có thể sống một đời bình an một lần nữa. Dĩ nhiên, Shanh chọn ý thứ hai, bởi vì từ đầu đến cuối, mục đích của cậu chính là được sống một cuộc đời bình yên bên người mình yêu. Còn thế giới ư, quá đủ với cậu ta rồi. Không hối hận, Shanh đã trở về quá khứ để có thể sống lại cuộc đời thứ hai của mình. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua một chiếc tai nghe gọn nhẹ với nhu cầu chơi các thể loại game hành động, nghe nhạc bass, nhạc quẩy thì đừng quên ghé TechSpace Việt Nam để sắm ngay cho mình một chiếc Asus ZenCore 2. Đường link thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả cùng mã giảm giá hấp dẫn nhân dịp Back to School. Và đó là toàn bộ cốt truyện đơn giản của Dragon's Dogma phần 1. Nếu yêu thích video này và muốn nghe câu chuyện về phần hậu bản, hãy để lại một like và một subscribe để hóng những video tiếp theo của Deomeo. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất sớm thôi.